Bienvenue chez Cuba Saigon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của Cuba Sài Gòn. Aujourd'hui, on va faire un plat très connu au Vietnam. Donc, c'est la poisson à la vapeur et de la sauce de soja. Và bữa nay mình sẽ làm một cái món ăn mà rất phổ biến ở miền Nam, ai cũng thích hết. Đó là món cá chân tương. Vous préparez, nous avons besoin. Để chuẩn bị, chúng ta cần có des pâtes, de soja, bún tàu nè các bạn. Pâtes de soja dans le sachet et j'ai déjà rincé, je mets à côté. Champignon noir, nấm mèo. Des sauces de soja concentrées, đây là tương hột. Tương hột mà bên đây thì nó bầm rồi nó để trong chai vậy đó. Sinon, on a aussi magie ou bien viande lốc. Mình có nước tương, nếu không thì mình để magie cũng được. Pour les légumes, j'ai besoin aussi un peu d'ail. Mình cần tỏi nè, ciboulette, celery, hành lá, rau cần. Un peu de piment, si vous aimez un peu piquant, vous pouvez mettre le petit piment rouge, sinon le piment vert, c'est moins piquant. Mình có thể để ớt đỏ nhỏ xíu cho nó cay nhiều, hoặc là ớt nó ít cay tùy các bạn. Tomat, oignon, et un morceau de gingembre, cà chua, củ hành và một chút gừng. Et bien sûr, il faut avoir du poisson. Alo. Rồi, bây giờ nhất định là phải có cá đúng không nào? Bây giờ thì mình bắt đầu chuẩn bị nha. Oui, j'utilise les tranches de cabillaud. Mais vous pouvez choisir l'autre sorte de poisson, chair blanc comme ça, un peu ferme comme ça. Ở đây thì mình dùng cá cabillaud, nhưng mà nếu mình có cá chẽm cũng ngon nè, hoặc là có cá chép, những cái loại cá biển thì nó đều ngon. Bây giờ mình sẽ lóc nhẹ nhẹ để đáy bớt cái xương ra. Vấn đề là cho nó đẹp thôi. Chứ hoặc là nhà có trẻ con, chứ nếu mà nhà không có trẻ con thì cứ việc để xương không sao hết. Mình sẽ gấp nó ra sau. Vous pouvez enlever des arêtes, des arêtes ou bien pas, comme vous voulez. On peut toujours enlever après. Mình có nhận được một câu hỏi trong khi đang làm là cá lóc có thể làm được không? Cá lóc thì làm được. Cá lóc thì thường thì mình không làm món này. Cá lóc thì mình hấp theo cái kiểu khác. Vì cái cá lóc thịt nó mềm, mình trộn nhiều cái legume vô có thể là nó bị vỡ nha các bạn. Nhưng mà thử đi. Tại sao không? Ở đây thì là mình dùng loại cá biển, nhưng cá lóc là loại cá sông, cá nước ngọt. J'ai reçu une question. Est-ce qu'on peut utiliser truc l'eau douche? Bon, pourquoi pas, on peut essayer, mais ici j'utilise les poissons de la mer. La chair est un peu plus ferme, mais poisson l'eau douce, souvent la chair est moins ferme. Et c'est le résultat n'est pas le même, mais le goût, c'est à vous de tester.
Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sắc các cái loại thí dụ như là củ hành nè, tỏi nè. Củ hành thì mình sắc muối cho nó to to để cho nó khỏi có bấy. Je coupe des oignons et ranger autour de morceaux de poisson. De l'ail haché. Et pour gingembre, on va couper, on va hacher des fines lamelles comme du cure-dent. Mình sắc tỏi, băm tỏi nhỏ để vô, rồi củ gừng thì các bạn có thể sắc cộng tâm để lên. Ciboulette. Ciboulette, j'utilise la partie blanche avant. Les feuilles, je vais mettre à la fin parce que les feuilles seront cuites plus vite que partie en bas. Hành lá thì mình có thể là cắt cái phần trắng mình để vô trước, còn phần lá mình sẽ để vô sau bởi vì nó sẽ chín màu. Ha, rồi nó chín màu mình để vô sau thì nó sẽ giữ màu xanh đẹp. Et c'est pareil pour les céleri. Je garde les feuilles à côté. Tương tự như vậy với lá rau cần, mình cắt cái cọng mình để vô trước, còn lá chút xíu mình để vô sau. Des champignons noirs, nấm mèo. Nấm mèo nó sẽ cho cái cảm giác giòn giòn sực sực rất là ngon các bạn. Có nhiều người thì không thích, để nấm thì không có để nấm không có sao hết. Les champignons noirs donnent l'impression croquant, c'est amusant. Mais si vous n'aimez pas les champignons, pas problème. Après, je range des vermicelles. Mình xếp vermicelles, mình xếp bún tàu lên phía trên. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần sốt để mình chan lên nè các bạn. Maintenant, je vais préparer la sauce pour mettre au-dessus. Voilà, les pâtes de soja. Ce sont des grains de soja fermentés. Le goût, ça ressemble saumure de soja, mais c'est plus prononcé et c'est meilleur. Voilà, c'est meilleur pour ce plat. Voilà. Un peu de rose et de goût, c'est-à-dire glutaminate de sodium, si vous voulez, sinon pas de problème. Du poivre, viande d'eau ou bien magie. Mình cho bột ngọt hoặc là không nếu các bạn muốn. Bột ngọt thì nó không có phải độc hại gì lắm đâu. Hôm nào mình sẽ nói chuyện về bột ngọt sau. Un peu de sucre, một chút đường, một chút tiêu. Một chút hay nhiều chút tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Ajouter un peu d'eau pour bien mélanger. Để thêm một chút nước để mà trộn nó lên. Một chút nước thôi, tại vì ở đây là mình hấp
chút xíu nữa nước nó sẽ rớt vô trong. Beurre sans beaucoup d'eau parce que quand on fait cuire la vapeur comme ça, la vapeur va absorber dedans. Mais il faut un peu d'eau pour bien mélanger la sauce. Đó, rưới lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho tới giọt cuối cùng. Rồi bây giờ mình trộn đều lên một chút xíu, không phải là trộn đều, trộn một chút xíu cho nó thấm cái sốt xuống, chứ không phải là trộn đều. Đừng nói trộn đều là cá nó nhảy lên nhảy xuống từ từ từ. Un peu de piment et quelques feuilles de céleri. Et après, on va mettre dans le casserole. Một chút tàu, một chút ớt nè, một chút lá rau cần. Xong rồi sau đó mình cho vô nồi. Đẹp không các bạn? Rồi bây giờ mình đặt lên nồi và mình nấu khoảng 15 phút. Maintenant, je vais laisser cuire pendant un quart d'heure. Mais après 10 minutes, je vais ajouter des morceaux de tomates et on continue. Nhưng mà 10 đến 10 phút thì là mình mở ra và mình cắt một ít cà chua, mình để lên, xếp cà chua lên rồi để tiếp 5 phút còn lại. Tổng cộng thì 15 phút thôi, nhưng mà 10 phút cho cá chín, 5 phút cho cái phần rau còn lại chín. Après 5 minutes, je vais mettre quelques feuilles qui restent pour avoir un peu de verdure et
Vâng, 1 minute. Tiếp theo. Sau đó, khi mà cảm thấy là đủ chín rồi, tức là 5 phút trôi qua, còn phút cuối cùng thì các bạn để cái phần hành lá và cần trở lên, thì đậy nắp lại 1 phút thôi, thì nó sẽ còn xanh ở trên mặt, chứ nếu không thì nó sẽ bị vàng đi. Đẹp không các bạn? Chà, nóng quá. Bây giờ lấy ra nha. Wow. Ça sent bon. Rồi, ngon quá này các bạn. Thơm thiệt là thơm luôn. Bây giờ đặt đũa nè, đặt chén nè, cáo cả cơm. Một chút nước tương ớt. On peut servir avec du riz, un peu de saumure, de soja, avec de l'ail haché, du piment haché. Voilà, bon appétit. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement de nouveaux plats. Merci et au revoir. Ngon rồi đó các bạn. Bây giờ mình thử nếm nha. Nếu như các bạn thích món ăn này thì xin hãy chia sẻ. Vì nếu như bạn thích, có thể người khác sẽ cũng thích. Và chúng ta đừng quên nhấn đăng ký để được nhận những món ăn mới thường xuyên. Bây giờ mình sẽ nếm nha. Sòn bông. Xì bông. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.